Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức Game. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn một thông tin mới từ nhà phát triển game Tạo Chiến Hiện Đại. Và mới đây nhà phát triển game đã có đăng một video. Và các bạn có thể thấy trong video này thì nhà phát triển game đang trải nghiệm một con tàu trên map bản đồ mới nha các bạn. Và đây là map bản đồ của chế độ chơi xe tăng nha các bạn. Và map bản đồ này đã được nhà phát triển game công bố vào 2 tháng trước nè. Và rất có thể chế độ chơi này các bạn có thể chọn xe tăng hoặc là tàu chiến trên mặt nước nha. Và nếu đúng như mình dự đoán thì chế độ chơi này sẽ được kết hợp từ chế độ chơi xe tăng và tàu chiến trên mặt nước luôn nha các bạn. Và cả hai sẽ chơi cùng một bản đồ nha. Và với những thông tin từ nhà phát triển đã chia sẻ thì rất có thể chúng ta sẽ được trải nghiệm chế độ xe tăng trong phiên bản cập nhật tháng 2 2023 nha các bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ thông báo từ nhà phát triển nha. Và cũng trong video từ nhà phát triển game Tạo Chiến Hiện Đại thì các bạn có thể thấy sắp tới chúng ta sẽ có thêm một map bản đồ mới nha các bạn. Và hy vọng map bản đồ này sẽ có trong phiên bản cập nhật tiếp theo nha. Và ok, với những chia sẻ từ nhà phát triển thì những phiên bản sắp tới chúng ta sẽ có thêm hai map bản đồ mới nha các bạn. Và còn chế độ chơi xe tăng thì mình hy vọng sẽ sớm được ra mắt để chúng ta có thể trải nghiệm chế độ xe tăng nha. Và ok, video của mình đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.